Xin chào mọi người. Hôm nay là tối ngày 26 tháng 2 năm 2020. Em tên là Sa ở Công Tâm. Số điện thoại liên hệ của em là 0938203714. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người, tối nay có những loại lan rừng như là tóc tiên, kiếm lá giáo, môi đờn, kiều lan, hạt giáng hương tam bảo sắc với bạch hạc thunia, kiếm địa lan, kiếm thanh lan hay là gọi là kiếm cói. Bên này là kiếm ruby, kiếm đỏ hương dừa nha mọi người. Rồi ở đây là có hạt đỉnh nâu nhé, hạt đỉnh nâu. Hôm nay có ít hạt đỉnh nâu. Còn bên này là hôm nay là có 5 hình đà bạch hạc nha mọi người. Đó. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu ở phía dưới này trước, đó là kiếm ruby, kiếm đỏ hương dừa. Đó. Đây hôm nay là có 3 hình. Hình thứ nhất là 150 hai về. Hình thứ nhất 150 hai về nhé. Đó, hai về như thế này. Đây đang có cái mầm tơ đang lên này mọi người ạ. Đây ạ. Đó, hai về này 150 nhé. Số 2 với hình số 3 là mỗi hình 100. 1 2 3 4. Đấy, hình số 2 thì có 4 củ như thế này. Đó. Củ kiếm rất là to và khỏe nhé. Hình số 3 cũng 1 2. Đấy, ở đây là 4 củ cùng 4 củ này. Củ này thì nó dính chùm lại. Đây. Tạo thành một dề hai củ này. Đó. Hình số 2 nhé. Hình số 3 1 2 3. Đấy, hôm nay có 3 hình kiếm ruby. Tiếp theo thì đây là tóc tiên nha mọi người. Tóc tiên thì hôm nay em có 4 hình và mỗi hình 100.000. Thì mỗi hình thì cũng tầm 15 đến trên 15 cây. Đấy, chung là trên 15 cây, lớn nhỏ. Ví dụ nhỏ như thế này thì nó sẽ rất là nhiều. Đấy. Hình số 1 nhé. Hình số 1 đây ạ. Em cũng sẽ chia đều ra từng hình. Hình nào cũng có cây to, cây nhỏ xen kẽ nhau. Hình số 1, hình số 2. Đây, hình số 2 đây ạ. Đó. Rồi, ra hình số 3. Trên 15 cây nha mọi người. Hôm nay em đếm thử này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cây á. Đó. Nếu mà cây nhỏ hơn nữa thì càng nhiều. Rồi hình số 4 nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12, 13 này, 14 này, 15 này, 16 cây này. Đó. 16 cây. Hình số 4 ạ. Rồi, em có hai hình bầu rượu môi đờn hoặc là kiều lan hoa vàng nha mọi người. Đây mọi người có thể thấy đây là cái vòi hoa của nó nè. Vòi hoa của nó cũng là một dạng loại địa lan có vòi hoa đứng và có tạo thành chùm. Đấy. Khoảng là chùm hoa của nó khoảng một găng tay lấy mọi người ạ. Một găng tay. Ở đây nó gãy rồi ạ. Đây là cái quả của nó này. Hoa của nó sẽ nhỏ và nó mọc đều trên khoảng một ngang tay và có màu vàng nha mọi người. Đó, đây là kiều lan. Thì mỗi hình là 100.000. Hình số 1 là 1 dề, 2 dề này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 dề luôn. Đó. Đây, 8 luôn đó. Nên là nó bây giờ là nó rất là lợi cây bởi vì là họ đã cắt bớt lá đi cho mình rồi này. Khi vận chuyển thì cây nó sẽ ít mất nước hơn và hơn nữa là nó dễ tiếp xúc của mình hơn. Bù lại nhưng mà mình lại được rất nhiều củ về làm giống nha. Hình số 2 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó. Hình số 2 thì có cái dề củ to hơn cho nên là ít củ hơn một hơn hình số 1. Rồi, hình số 2 nhé. Rồi ở đây thì em có một hình giáng hương tam bảo sắc. Đó, một hình như thế này là 100 nhé. Tầm 20 ngọn nha mọi người. Đó. Giáng hương tam bảo sắc. Đó. Nó đang có nụ hoa.
Rồi ở đây thì có một hình hàm lăng cứng. Hàm lăng cứng là một loại lan siêu tầm nha. Hoa của nó là cái cánh hoa của nó dày chứ không phải là mỏng. Và nó có màu màu vàng. Đó. Màu vàng có đốm nâu. Hoa của nó cũng khá là đặc biệt. Đó, đây, quả của nó này. Có một hình như thế này thì có một nhánh, hai nhánh, ba nhánh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nhánh. Thì 100.000 nha mọi người. Chỉ có một hình duy nhất này thôi. Rồi, tiếp theo. Ở đây là có... hôm nay lại tiếp tục về một ít kiếm lá giáo nữa. Kiếm lá giáo bây giờ là đang có nụ hoa rất nhiều nè. Đang có vòi hoa rất nhiều. Vòi hoa của nó cũng là thẳng đứng. Đây, ví dụ như đây, vòi hoa cũ này, có quả nó này. Hoa của nó cũng khá là to và có màu xanh rất đẹp nhé. Đây có quả luôn rồi mọi người ạ. Quả nó khô rồi. Đấy. Thì một chùm như thế này là có khoảng 5 bông. Đấy. Đây có rất nhiều vòi hoa. Đây này. Hoa này, đây là chồi hoa này. Đây. Đây thì chồi hoa nó đã lên cao rồi. Lên càng cao thì nó càng nguy hiểm khi mà người ta lấy vì nó sẽ rất dễ bị gãy cái chồi hoa. Đó. Đây là hình số 1 nhé. Mỗi hình là có khoảng là 8 9 cây, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy. Cái nhỏ nữa là 9 cây. Tám khoảng 8 9 cây đó. Rồi hình số 2 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8 này. 8 cây, hình số 2 8 cây nhé. Này, vừa hoa rất là nhiều nha mọi người. Đó. Rồi hình số 3. Hình số 3 đây. Đó, mọi người ta thấy vừa hoa này. Hoa khá là nhiều. Đó. Đây. Rồi, số 3 đây nhé. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu với mọi người, đây là kiếm cói và thanh lan. Nó cũng là một loại kiếm khá là đẹp. Hoa của nó thì có màu xanh nhé, màu xanh rất đẹp. Và cái vậy hoa của nó sẽ thẳng đứng lên. Nhìn nó mỏng manh, lá thì mỏng manh như thế này thôi, nhưng mà nó có sức sống rất là mạnh liệt. Và cái vòi hoa của nó rất là cứng cáp, lá nó cũng cứng, cho nên cái dáng trồng của nó, mình trồng cái kiếm này, cái dáng đứng của nó cũng rất là đẹp. Cái lá của nó không quá rũ rượi, nó mang cái vẻ cứng cáp chứ không phải là quá mềm. Ở đây là hình sổ, hôm nay có 3 hình nha mọi người. Và mỗi hình thì cũng 100.000. Và mỗi hình là khoảng 7-8 về nhé, 7-8 cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Hình số 1 7 cây nhé. Đây là hình số 1. Còn đây là hình số 2 ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, số 3 đây. Đây là vòi hoa cũ này. Hình số 3 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 này, 6, 7 cây nhé. Hình nào cũng 7 cây hết á. Đó, đây là số 3. Rồi, ở đây là em sẽ quay bạch hạc Thunia. Bạch hạc Thunia thì hôm nay là 100.000 một hình. Đó. Nó cũng là một loại hoa to, một loại lan có hoa to màu trắng và trong cái môi của nó có màu màu vàng cam, màu vàng và vàng cam. Đấy, hoa của nó khá đẹp và to nhé. Đây, một hình là 100. Đây. Có 1, 2, 4, 4 nhánh như thế này. Đó. Thì giá thể trồng, để trồng cái loại này thì cũng rất đơn giản. Thì mình sẽ trồng, nếu mà nhà mọi người có giỡn giỡn đen đen khúc khúc á, mình có thể cắt nhỏ ra rồi mình làm giá thể để trồng, bỏ vào chậu và trồng nó thẳng đứng lên. Hoặc là cây gỗ mục. Đấy. Và mình phủ lên trên một ít rêu thì nó sẽ giữ độ ẩm cho cây. Hình số 2 này, 1 2 3 4 này, 5 là 6 nhánh nhé. 6 nhánh, hình số 2 6 nhánh.
Hình số 3 này, 1 2 3 4 nhánh nhé. 2 4 5 nhánh. Hình số 3 5 nhánh. Hình số 4 này. 1 2 3 4 5 nhánh này. Hình số 5 4 nhánh. Hình số 5 có 4 nhánh. Đó. Rồi mỗi hình 100.000. Em sẽ quay đã bạch hạc trước nhé. Đã bạch hạc hoa to, bền, rất thơm. Đấy. 1 này, hình số 1 này. 1 này. 2 3 4 5 6 7. Đấy, con dề khá đẹp. Đấy. Có nụ này mọi người ạ. Hoa của nó rất là to này. Đó. Hoa nó to lắm. Màu trắng rất đẹp. Ở trong có một màu vàng cam, đỏ cam rất đẹp này. Và mùi hương cũng rất là đẹp, rất là thơm nữa luôn. Rất dễ chịu. Hình số 1 nhé. Hình số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Số 2 đây ạ. Rồi hình số 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, mọi người thấy không? Hoa rất đẹp. 6, 7, 8. Rồi, hình số 4 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Không về khá to. Rồi hình số 5 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Hình số 5, 8 về. Rồi. Tiếp theo. Hôm nay em có ít hình hạt đỉnh nâu nhé. Và mỗi hình là 100. Em cũng phân đều ra. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Hình số 1. 2, 4, 6 củ. Đấy. Hình số 2. 1, 2, 3, 4 củ. Hình số 2, 4 củ. Đấy. Em cũng sẽ phân đều thôi. Củ nhỏ thì nó sẽ nhiều, số lượng thì nhiều hơn. Củ lớn thì số lượng nó ít hơn. Tùy vào mọi người. Mọi người chọn nhiều cây hay ít ít cây thì tùy vào mọi người nhé. Và cái loại này thì sắm cũng cực kỳ rẻ, cực kỳ là nó khỏe và nó nảy nảy con rất là nhanh nhé. Nghĩa như là nó để củ ra, để nhánh ra cũng cũng nhanh lắm và dễ thuần nữa. 1 2 3 4 5 6. Đấy, hình số 3 nhé. Hình số 4 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó. Hình số 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, đây hình số 5 nhé. Hình số 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hình số 6 đây. Cái loại này thì mình chủ yếu là cái củ của nó thôi. Cái phần lá thì về nhà mình sẽ dưỡng nó sau. Mùa sau nó sẽ nứt mầm và nó lên cái mầm khác nó đẹp hơn. Chứ bây giờ người ta thu hoạch thì cái lá của nó không có được đẹp đâu mọi người ạ. Đấy. Mình chỉ cần một năm sau là nó lên mầm khác là nó sẽ đẹp thôi. Đấy. Còn bây giờ lá thì không quan trọng đâu. Rồi hình số 7 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Đấy, hình số 7, 7 về cũ nhá. Hình số 8 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 củ nhé. Rồi hình số 9 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 củ này. Đó. Hình số 10 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 củ này.
Hình số 11 này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này, 5 6 7 8 củ này. Đó. Thì em có 11 hình như vậy. Và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ kênh của em. Em sẽ quay sơ qua lần lượt từng loại cho mọi người quan sát một lần nữa nhé. Đây ạ, là bạch hạc đây. Đây là kiếm cói hoặc là thanh lan. Còn đây là kiếm lá giáo. Và đây là tóc tiên. Đại bạch hạc thunia. Tam bảo sắc, hàm lăng cứng và môi đờn, kiều lan. Rồi bên đây là kiếm ruby nhé. Rồi em xin kết thúc video tại đây ạ.